này. Có điều kia sao? Cả tôi hút tay em này. Cho một chào vỗ tay follow và chia sẻ cùng với chúng tôi. Vâng, xin giới thiệu với các bạn, và ngày hôm nay tôi rất là vinh dự có mặt tại quê hương là nơi 249 năm ở đất nước bình yên chỉ còn là vua Lê và chúa Trịnh. Vâng, một cái cõi rất là nhiều năm để có đất nước bình yên thì tôi phải cảm ơn, và ở đây là rất là nhiều ý. Và cái điều đặc biệt cho tôi trở về Thanh Hóa với tuổi thơ, và năm nào thì tôi cũng về đây với phố Trịnh và rất ấn tượng với con người Thanh Hóa. Vâng, xin quý vị và các bạn, ngay bây giờ thì mời các bạn đến với Minh Phượng ở Sầm Sơn nhỉ. Vâng, tại Sầm Sơn nhá, các bạn cùng giao lưu cùng chúng tôi. Và bắt đầu thì học trò của tôi ngày hôm nay bắt đầu khai trường, chính thức khai trường và bán từ sáng giờ nhá. Doanh thu dự kiến ngày hôm nay khoảng tầm 60 củ nhá.